gì vậy? Cái nhà, cái nhà. Trái đâu? Trái đâu? Trái. Đây đây đây, cái đây, cái đây, cái đây. Cái gì vậy cô ba? Đang ngủ mà. Ê cô hỏi con mới là đúng đó. Giờ này là giờ gì mà con ngủ? Trời ơi con ơi, con riết con làm biến quá. Cô ba, con hỏi cô ba nha. Sáng giờ ba cái vôi, ba cái phân thuốc ai mua? Ủa, con hỏi một câu là quá đơn giản, không cần phải trả lời. Con kia ai? Rồi ai dắt vô nhà? Thì con kia ai? Ủa vậy sao cô ba không có khen con tiếng nào? Cô ba không hỏi con mệt không? Bởi con tủi lắm, cô ba không có thương con chút nào đến rồi. Con làm gì cô ba cái gì? Con làm gì cho cô ba cái tâm chứ phải gì tiền? Con quyết định rồi, con không ở cô ba nữa. Con sẽ ra đi như thuyền ra cửa biển. Cô ba ở đó mà kiếm người khác đi con đi. Khoan. Ủa chị ba, Đen. Anh kỹ sư. Ủa mới thấy nó trên đường chạy vô vườn. Cái nó kêu là chị ba muốn gặp em hỏi về cái vụ cái vườn cây. Bác anh nghe nè, coi như là của mình vườn trái cây mình thu hoạch xong hết rồi. Nhưng mà em sợ trong cái mùa mưa bão này có nhiều sâu bệnh này nọ kia, nên em muốn mời anh tới để em thỉnh giáo anh đó mà. Chuyện gì vậy đâu, nói sẵn hơn có cô ba, nói cô ba nghe coi. Dạ, thì nó hỏi là đúng đó, cho nên em đi em cũng muốn nhắc cái điều này. Nhưng mà mình phải coi ba cái chuyện, ba cái giường của mình phải coi thử là cái sức khỏe của cây mình nó như thế nào, rồi bây giờ mình phải coi cái môi trường nó ra làm sao, rồi cái mầm bệnh đâu phải là nó không có sẵn trong giường của mình đâu, tại vì sau một vụ thì mình đã thu hết trái cây rồi, rồi thì bây giờ là nó lấy hết dinh dưỡng, bây giờ mình phải, em đã nhắc cái sớm trên rồi, phải tỉa cành tạo tán rửa cây rồi đàng hoàng cho thông thoáng để cho nó ra đọt mới, chứ bây giờ chỉ nói sức khỏe cây trồng, nhiều bà con không có tỉa cành tạo tán, cứ thế mà bón phân vô thì mấy cành sâu bệnh ốm yếu làm sao mà nó phát triển được, đúng không? Rồi là sức khỏe. Thì giờ môi trường, chị cho chị ba biết cái môi trường nào là dễ gây bệnh. Nói chứ môi trường nói cho nó lớn chuyện, chứ thật ra môi trường là gì? Là cái điều kiện mưa bão ông Đen nó nói đó. Bây giờ chị biết mùa khô thì nó thiếu nước, nhưng mà mùa mưa thì khi mà mấy cái tược của mình nó đâm ra, mấy cái chồi non, đọt non để chuẩn bị cho một cái mùa sau, thì thấy mưa không? Không khí ẩm độ nó cao, nấm bệnh vi khuẩn dễ tấn công không? Đâu phải mình cây ăn trái, cây lúa cũng vậy thôi. Cho nên em nói bây giờ vườn của chị ba, hồi nãy á em đã thấy thằng Đen nó đem phân đem đồ rồi. Bây giờ mình phải áp dụng theo đúng quy trình kỹ thuật. Đầu tiên là phải tỉa cành tạo tán cho nó thoáng, sau đó mình bỏ vôi vô để mình sát khuẩn, rồi sau đó mình rửa vườn. Em đã chỉ ở những cái lần trước em đi thăm vườn với bà con xóm trên rồi. Mình rửa vườn bằng những cái thuốc mà gốc đồng, tại vì gốc đồng nó có tác dụng diệt nấm và vi khuẩn sạch sẽ vậy. Sau đó mình mới cho phân hữu cơ, phân hóa học vô thì mấy cái cây mình nó bắt đầu nó tốt lên. Mấy cái đọt đó mình chăm sóc, đặc biệt trong mùa mưa bão là phải chú ý mấy cái bệnh đó. Bệnh thán thư nè, bệnh đốm rong nè, rồi bệnh thối rễ nè, ở dưới gốc nè, mấy cái bệnh đó mình phải chuẩn bị. Bây giờ cho chị ba hỏi một câu nè, mình có thể dùng vôi bột để mà phòng trị được hả? Nè, nè em thấy nó chở quá trời nè, nó về sẵn nè. Nhớ nghe chưa, phải làm đúng theo cái quy trình. Thì như vậy mọi chuyện mình mới ổn, mình đảm bảo trong mùa mưa. Nhất là nhớ mấy cái rãnh nước là phải thoát đàng hoàng. Hay quá anh kỹ sư ơi, cho con mượn nắp nồi của bác. Thôi, xin lỗi con nghe, tại nãy tính lấy nắp nồi đem ra rửa, có thấy con ngủ. Mình ba hiểu lầm, của ba mới dỗ vậy. Giờ lấy nắp nồi làm gì? Dạ, để con... Quang hồn kỹ sư. Vừa rồi anh kỹ sư đã tư vấn rất là kỹ, MC tôi xin nhắc lại một số lưu ý về cách phòng và trị bệnh trong và sau mùa mưa để bà con mình nhớ nghe. Trong điều kiện mưa bão như thế này á, là điều kiện thuận lợi cho các bào tử nấm phát triển rất nhanh và mạnh trên tất cả các bộ phận gốc cây, nhất là các đọt chồi và lá non. Lượng mưa cao nè, rồi đất ẩm ướt nè, thoát nước lại kém khiến cho úng ngập cục bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại nấm gây ra bệnh thối rễ nghiêm trọng, khó mà phục hồi, nhất là có thể gây ra chết hàng loạt. Một số bệnh mà con cần phải lưu ý thêm đó là bệnh thán thư nè, bệnh nấm hồng và bệnh đốm rong cũng phát triển mạnh trong điều kiện này bà con nhé. ABC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Nhanh tay mua bom hết, cơ hội cào trúng xe. Bộ đôi Future đang chờ, niềm vui lớn bất ngờ. Trúng mùa rồi lại trúng xe, vui quá xá bà con ơi. Khi bà con mua HEP 400SC và Bumcoin 40SE sẽ có cơ hội trúng 9 giải nhất, mỗi giải 2 xe Future, 19 giải nhì, mỗi giải là 1 xe quay RSX FE, 79.999 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gói Atomic 3 kích. Cào HEP ngay thôi, chúng tôi Future. Nhanh tay mua bom HEP, cơ hội cào trúng xe. Bộ đôi Future đang chờ, niềm vui lớn bất ngờ. Trúng mùa rồi lại trúng xe, vui quá xá bà con ơi.
khi bà con mua HEP 400SC và Bumcoin 40SE sẽ có cơ hội trúng 9 giải nhất, mỗi giải 2 xe Future, 19 giải nhì, mỗi giải là một xe quay RSX FE, 79.999 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gói Atomic 3 kích. Cào HEP ngay thôi, chúng tôi Future. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên những bờ.